Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay nhà mình về rất là nhiều dòng MacBook Air. Thì mình đây là hàng siêu lướt cho mọi người nhé. Thì mình khui sẵn hộp cho anh em thẩm qua này. Thứ nhất là hộp của dòng MacBook Air nó sẽ có hình dáng như thế này. Đấy, giống rất nhiều dòng khác thôi. Cái hay một cái mà đời bây giờ nó hơi tiết kiệm của dòng Apple ấy là trên này nó đã được phủ một lớp xốp rất là mịn nha mọi người nhé. Xốp xịn đấy. Đấy để bảo vệ máy hoàn toàn trong quá trình vận chuyển. Đó, khi mà mở hộp ra chúng ta sẽ có một chiếc MacBook Air. Đó, nhân vật chính. Mà ngoài ra, em xin phép để dưới này nhé. Ngoài ra thì trong đã kèm rất là nhiều phụ kiện này. Thứ nhất là một bộ sạc chuẩn MagSafe mọi người nhé. Cái sạc này nó có cái hay là mọi người để gần ở cái phần vùng sạc ấy, nó sẽ tự động hút vào. Nó có nam châm ấy, nó sẽ hút vào cái bộ sạc. Đấy, mọi người, thậm chí em hay nói đùa là mù cũng sạc được. Được chưa ạ? Rất thoải mái. Và đây sẽ là kèm một sách hướng dẫn sử dụng này. Đấy, đây là phụ kiện đi kèm theo máy. Rồi, quay lại nhân vật chính chúng ta, MacBook Air. Thì với cái thiết kế dòng E, riêng nói về dòng MacBook Air thì máy nào cũng nhỏ gọn. Mọi người nhìn chưa? Thiết kế một tay mở được máy, rất nhỏ gọn nhá. Thậm chí cầm một cái máy lên là mình không khác gì cầm một cái iPad cả, rất là nhỏ mà nó nhẹ lắm ấy. Đấy, với thiết kế logo phát sáng mọi người này. Cái đời MacBook Air 2017 nhá. Trên tay mình đây là MacBook Air 2017 với cấu hình của nó là chip i5 và có RAM 8GB. Bộ nhớ mình sẽ có hai loại, đó chính là 128GB và 256GB. Thì logo này phát sáng này. Bên sườn của máy thì đã có từ ngày xưa rồi, đã có đầu đọc thẻ này và một khe cắm USB này. Được chưa? Đấy, rất là nhiều khe cắm. Đây bên cạnh đế này, sạc này, rắc cắm tai nghe chuẩn 3.5. Thiết kế một tay mở được máy mọi người nhé. Mọi người chỉ cần một cái ngón tay cái thôi, mọi người gẩy nhẹ cái máy nó lên. Đấy, máy vô cùng là đẹp. Cá nhân mình thì thấy rất là thích cái bàn phím này. Bàn phím này, bàn phím bây giờ nó là bàn phím cánh bướm. Thì nó sẽ làm cho mọi người, nó là một năm hoặc là hơn một năm chúng ta sẽ phải đi vệ sinh cái bàn phím. Thì riêng cái bàn phím này mọi người gõ thoải mái cho em nhá, gõ thoải mái luôn, không bao giờ lo là bị bắt bụi luôn. Vì cái thiết kế của nó rất là chắc chắn và rất là sát cái khung máy. Và mà cái cảm giác gõ của cái phím này nó sẽ lực gõ mình sẽ cảm nhận nó tốt hơn. Những ai mà làm giảng viên hay soạn giáo án ấy, hay là những ai làm việc văn phòng ấy thì cái cảm nhận tay gõ các phím như này là vô cùng quan trọng. Đấy, khi mà mọi người mở máy lên nhá. Đấy, nó sẽ có một tiếng kêu rất là quen thuộc. Hình quả táo nó xuất hiện. Mọi người nhìn chưa? Máy mới hết này. Đấy, siêu lướt là gì? Siêu lướt là máy hầu như là không có một vết xước, thậm chí là một hạt bụi cũng không có. Toàn bộ hàng được đóng full box như này, dán tem chống bóc siêu nhá mọi người nhá. Đây, nguyên siêu này. Đấy. Em bán siêu lướt thôi. Đấy. Cái phiên bản mà em đang đập hộp cho mọi người xem đây là cái phiên bản có cấu hình là 128GB. Như em vừa giới thiệu, mọi người có thể bấm vào đây. Đấy, nó sẽ show ra cái phần này. Đấy, cái bộ xử lý của nó này. Chip Intel Core i5 loại kép này. RAM 8GB này. Và riêng cái đồ họa này là đồ họa của Intel Graphics nhé. Lên đến 6.000. Những ai mà tín đồ của phim hay là làm hình ảnh ấy thì mọi người mới có hiểu được là cái màn hình của MacBook lúc nào cũng được chuộng hơn. Đấy, nó lên ảnh và lên ảnh hay là xem phim ấy, nó vô cùng là nét luôn nhá mọi người nhá. Đấy, những ai dùng MacBook thì đã từng dùng MacBook sẽ biết. Xem phim trên MacBook xong thì không muốn xem ở các máy khác luôn. Đấy, đây 128GB này mọi người nhá. Mọi người ai thích dùng Mac nguyên bản thì dùng như này. Thậm chí là anh em có thể cài Win được trên này luôn. Đấy, anh em hiểu chưa? Máy rất là nhỏ gọn và đẹp này. Cái này mà xách ra cà phê ngồi anh em thì anh em nào chưa người yêu thì auto người yêu luôn. Đấy là em cam đoan. Đấy, và hotline đặt hàng quen thuộc 0567 0 5 con 8. Được chưa ạ? Em xin nhắc lại nhá, 0567 0 5 con 8. Giờ xin phép cảm ơn.